chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Các bạn ơi, ở trên tay mình cái chỗ này là khoảng nửa ký khổ qua nè, và một củ cà rốt nè, và ở bên đây là khoảng 2 lạng thịt bò mình đã sắt mỏng rồi. Các bạn có biết mình là định làm món gì không nè? Bữa nay mình sẽ làm cái món có tên gọi là gỏi khổ qua với thịt bò xào. Thì nếu mà mình làm cái khổ qua không thì nó có cái màu xanh, cho nên là mình làm thêm một củ cà rốt cho nó có cái màu cam cam cho nó đẹp các bạn ha. Thì đầu tiên ở trên tay mình chỗ này là khoảng 2 lạng thịt bò mình đã sắt rồi nè các bạn. Thì đầu tiên là mình ướp nha. Ở đây là có những cái gia vị mà để mình làm á, thì gồm có đây là tỏi băm nè, đây là ớt băm nè. Một lát nữa mình sẽ ướp một ít vô trong thịt bò, còn một ít mình để làm nước mắm nha. Còn đây là cái củ hành tím mình sắt mỏng để lát nữa mình phi với lại dầu ăn á. Ở bên đây là rau răm mình đã rửa sạch sẽ, có 2 quả chanh này các bạn. Thì cái món gọi là không có thiếu đó là giấm, đây là giấm nuôi nha các bạn ha. Và không có thể thiếu nữa là đậu phụng này, một lát nữa mình sẽ rang rồi mình giã nhỏ nha. Thì đầu tiên bây giờ là mình sẽ ướp cái thịt bò với lại tỏi này. Mình sẽ lấy khoảng cỡ một nửa cái chỗ tỏi này đi ha. Rồi một nửa này để lát nữa mình làm nước mắm. Rồi mình sẽ ướp vô khoảng cỡ 2 muỗng bột nêm nha. Và một muỗng tiêu xay nha. Rồi. Và mình sẽ đảo đều lên và mình để ướp cái thịt bò này trong khoảng nửa tiếng xong rồi mình xay để mình trộn rồi mình xào rồi mình trộn với lại gỏi nha các bạn ha. Còn ở bên này á là mướp đắng với lại cái củ cà rốt á. Cái này là mình sẽ bào mỏng ra. Còn củ cà rốt đây cũng vậy, mình sẽ bào mỏng ra và mình cắt sợi nhỏ nhỏ các bạn nha. Sau khi mà cái cà rốt là mình cũng sắt mỏng rồi, mình cắt sợi nè các bạn. Rồi cái này là cái quả khổ qua như mình cũng bào mỏng rồi các bạn ha. Thì cái quả khổ qua là nó đắng các bạn, cho nên trước khi mà mình ngâm vô với lại giấm chua ngọt á, thì mình rửa nó sơ qua cái nước, mà trong cái nước đó là mình cho muối vô này các bạn ha. Mình sẽ rửa sơ nó qua trong cái nước muối này để cho nó bớt cái vị đắng ha các bạn, vì khi mà mình vừa bào ra thì nó vẫn có cái vị đắng nhiều ha. Mình rửa sơ nó qua để cho nó hết cái lớp đắng ở bên ngoài đi nha. Rồi khi mà mình đã rửa rồi thì mình vớt ra này các bạn. Như các loại gỏi á, thì mình chỉ cần trộn với nhau rồi mình cho nước mắm rồi chanh rồi nước mắm tỏi ớt là được. Nhưng vì cái khổ qua cái nó đắng á các bạn, cho nên bây giờ mình sẽ chế giấm đường để mình ngâm trước khoảng mấy tiếng đồng hồ nha các bạn ha. Thì ở trên tay mình đây là một chai giấm nuôi này các bạn, đây là nửa lít ha. Mình sẽ cho vô một cái âu nè. Nếu mà mình để không giấm rồi thì nó rất là chua nha các bạn. Cho nên là mình sẽ pha với lại một chai nước đun sôi mình để nguội này các bạn ha. Trong khi nửa lít giấm với lại nửa lít nước đun sôi để nguội á, thì mình sẽ cho vô khoảng mình cân coi, mình cho vô khoảng 2 muỗng đường ha. Thường thường là mình khi mình ngâm giá, khi mình ngâm giá như chua nhưng mình cũng ngâm vậy các bạn, với liều lượng đó, và mình cho khoảng nửa muỗng muối ha. Như vậy là mình sẽ dùng cái bao tay này để mình khuấy lên cho nó tan, cho nó tan cái đường muối với giấm vô với nhau ha các bạn ha. À,
Khi mà nó đã tan rồi thì mình cho cái khổ qua vô này ha. Khi mình làm cái dưa giá đó các bạn, mình cũng ngâm theo cái liều lượng này nè, cứ nửa lít nước rồi nửa lít giấm, với lại khoảng 2 muỗng đường và nửa muỗng muối. Và sẵn đây như mình cũng ngâm luôn cái củ cà rốt vô luôn. Các bạn thấy không này, mình làm như vậy thì nó ở dưới mặt nước rồi, mà rồi mình ngâm như vậy khoảng cỡ 2 tiếng rưỡi hoặc là 3 tiếng hồ sau là mình trộn gỏi nha các bạn nha. Bây giờ là tới lúc mà mình làm để trộn gỏi nè các bạn. Mình bật bếp lên nè và mình cho khoảng 1 muỗng dầu ăn ha. Rồi mình phi cái hành tím này các bạn. Mình phi cho nó vàng cho nó thơm ha. Sau khi mà mình phi hành mà nó đã vàng rồi các bạn, là mình bỏ qua bên bếp bên này ha. Và bây giờ bên bếp bên này là mình bắt cái chảo khác lên, mình cho vô một ít dầu ăn này các bạn, để mình chuẩn bị mình xào thịt đấy các bạn. Mình thấy cái dầu của nó đã sôi rồi các bạn, mình cho thịt bò vô để mình xào ha. Mình đảo nhanh nhanh tay các bạn ha. Mình chỉ xào sơ thôi chứ mình không phải là xào chín quá nha, xào nó chín vừa thôi. Sau khi mình đảo một chập thì nó đã chín rồi, mình tắt bếp này các bạn ha. Rồi bây giờ ở bên này thì mình sẽ trộn gỏi này các bạn. Nãy giờ mình phi hành nó đã nguội rồi nè. Ở trên tay mình đây là cái khổ qua với lại cái cà rốt mình vắt cho nó ráo đi ha các bạn ha. Bây giờ đầu tiên là mình cho xuống nè, cho vô với cái chỗ mà hành mà mình mới phi á các bạn. Mình để cho cái thịt bò nó nguội nguội rồi mình cho sau thôi các bạn ha. Còn ở đây chỗ này nó là khoảng cỡ 1 muỗng rưỡi nước mắm nha, và bên này nó là 1 muỗng rưỡi đường này, mình sẽ trộn vô chung với nhau ha. Bây giờ mình trộn cái nước mắm mà để mình chế vô các bạn. Ở đây là tỏi ha, tỏi bằm này, đây là ớt bằm này các bạn. Mình sẽ đảo cho cái hỗn hợp này cho nó tan đi nha. Cái thịt bò này nó hơi nguội nguội rồi các bạn, mình sẽ đổ vào cái khổ qua ha. Vì khi nãy mình ướp á, là mình có ướp vô đây khoảng 2 muỗng bột nêm á các bạn nha. Nghĩa là nó chưa phải là mặn lắm, nó mới mặn sơ sơ thôi. Rồi bây giờ cái nước mắm với lại đường khi nãy mà mình mới quậy lên đó các bạn. Giờ mình múc, chắc mình múc vô khoảng 1/2 thôi ha. Mình rưới đều nè. Mình làm dè dè thôi, nên sợ nó mặn nha các bạn. Rồi, ở đây là nước cốt của một quả chanh nha ha. Mình cũng cho vô luôn. Ở đây là cái rau răm mà mình đã cắt nhỏ này các bạn, cho vô luôn ha. Mình sẽ dùng một bên là đũa, một bên là muỗng, mình đảo đều ha. Các bạn thấy này, cái màu sắc nó rất là đẹp luôn. Cái màu xanh của khổ qua, màu cam cam của cà rốt nè, rồi màu xanh đậm của cái lá rau răm nè, rồi màu nâu của thịt bò nè, rất là đẹp luôn. Vì mình có để lại cái số nước mắm này nè, nếu mà mình ăn lạt thì mình chấm nha các bạn ha, cho nên là mình không có trộn hết. Rồi sẵn đây kia có cái đĩa đây, mình cũng cho nó ra luôn ha, cho ra đĩa luôn. Rất là ngon luôn á. Với 1/2 ký khổ qua, thêm 1 củ cà rốt, với 2 lạng thịt bò, 1 lạng đậu phụng, rồi giấm để ngâm, thêm 1 quả chanh. Mình đã có được 1 đĩa gỏi
gỏi khổ qua với thịt bò xào rất là ngon luôn đấy các bạn. Cái món này ăn ngon các bạn. Nếu mà cái người nào người ta không ăn đắng được thì không nằm làm cái món này, nhưng mà mình ăn đắng mà khi mà mình ngâm cái khổ qua nó qua cái giấm á, nó cũng bớt đắng rồi các bạn. Rồi và cuối cùng là mình sẽ cho cái đậu phụng lên trên mặt này các bạn. Đậu phụng mình rang rồi mình đập dập á, mình cũng không cần phải giã nhỏ lắm các bạn ha, mình để cho nó nguyên hột cho nó ăn cho nó ngon ha. Là mình đã có được một đĩa gỏi, gỏi khổ qua bào thịt bò xào rất là ngon. Mến chào các bạn nha.